Nhi cứ chia sụp ở xong là đặt thơ mùi lọt. Trong môn bố dương đam tắt hay dương cặp. Cặp chân chú. Chân chú với con này cặp con. Còn nó dương do chạy bớ. Chạy bớ ăn các bạn, chạy bớ khẻ các bạn. Dương hàng lia tùy tu cho đặt bài này. Tóc mà dương miên tổ hạt sạch cầu những lại tầng mũ của bác cắt chia cho nó tì cho các bạn nhé. Môn bốn dương đang tập sần, đang tập ảnh phục hai chậm đạn sạch. Chân chủ trồ. Chân chủ nâng dương tục viêm mà ngồi bán dù. Ôi là mồm hồi chung quy. Hai dương đặc hưởng cho là mồm ngang ngái chậm dương đặc hạt khỏi. Phục hấp vì chân xẻ bay dương còn đặc viên thay mì. Tóc mà dương chèm tấm. Chèm tâm cho nó tâm bóng đặt cho nó bây giờ chung nguy và ta chung nguy tiệt vì cái tâm bóng này dương chèm hay dương tâm bóng á chứ dương bê bút cho những bạn mà bây giờ chung chết chung nguy tương thua tập lý xâm đạp ở này hộp cho mùi mở lọt này. Hay khương lụa bóng viên miên sạch đáy hay tạc cuồn. Thổ chó má chí hay một tỷ. Chẳng muốn nâng đi dương do phần lại sẵn. Đã tăng cho nó nấu chất đi hết. Chẳng muốn chưa đạm mạng được bánh. Dương đạm bỏ lột cho nó đi má. Đạm mạng của bán dương tam dương cho ông nhằm phần này chẳng hết á. Đó mất tất cả lại cái này nữa. Chân dương bê dương bố hai dương đặc trí. Tiếng lá. Mình chỉ bắt thủ cho ma thế. Rồi mong nha. Dương anh nha mùi chả không ai cho bạn đấy nè. Mm-hmm.
Oh, that looks amazing. Here's my bowl of short noodle with pork soup. I have some chak khoai, which is cut nicely. This is a pig leg, which is one of the popular food for Cambodians. And this must be a very, very delicious one. I can't wait to eat that. You can see that it looks so beautiful and so attractive. Oh my god, that's awesome. Very, very delicious. That's awesome. Oh my goodness, that's awesome. That's good. Bean sprout and the short noodle. Morning glories also. It's good. Oh, that's really nice. So good. The pig skin. Đợi em cái xin. Very, very yummy. Beef bowl.
Look at this.